À, bây giờ mình đang đi vào cổng địa ngục. Chí du hành xuống địa ngục. Qua đóng cửa đây, đây là cửa. Giữ điện thoại đề phòng móc túi. Đây là đường đi xuống địa ngục trên trần gian. Quay. Không có chuyện gì xảy ra, đây là bên cạnh anh. Tôi không làm gì chuyện phạm pháp. Tôi luôn có cách giữ mình mời quý vị tham gia một đề mục tiếp theo. Nhưng bước khăn còn chưa vừa đem tới hội trời mà người lại dần đạp lên hoặc không thức ăn nên chỉ nhốt vài đũa rồi đem vứt, sau khi chết sẽ bị đẩy vào tối địa ngục. Người tri ăn nên và ngủ nghỉ hóa tục chửi rủa khi chết sẽ rơi vào địa ngục. Tự vọng gây hệ lụy cho bao người thân, sau khi chết sẽ đày vào địa ngục này. Lên trần gian, đây trần gian bên ngoài không